Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Brain On và sách bài tập của Book. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 6, Unit 6, B Grammar, trang 49 với bài số 4. Chế độ từ trong ngoặc thì Future Simple là tương lai đơn, hiện tại đơn. Tương lai đơn, sorry. Be going to là tương lai gần. Present Continuous là thì hiện tại tiếp diễn. Và Present Simple là hiện tại đơn. Ok, câu số 1. Andy take the train to the cinema this evening. Tức là Andy sẽ đi tàu hỏa tới rạp chiếu phim vào tối nay phải không? Tôi chắc là mẹ cô ta đã mua đã cho anh ta xài xe ô tô, mượn ô tô. Vậy thì ở đây chúng ta xài thì gì trong trường hợp này? Đây, câu đầu tiên các bạn sẽ xài hiện tại tiếp diễn E and D taking. Và câu B câu 1B các bạn sẽ xài will give tương lai đơn. Có từ sure, tôi chắc rằng mẹ anh ta sẽ cho anh ta sử dụng ô tô. Câu số 2, tôi nghe thấy bạn đã bỏ công việc và bạn bạn đang tìm một công việc mới nha. Thì ở đây sẽ là hiện tại tiếp diễn I'm not looking. Đúng rồi, tôi sẽ đi học ngành sở thú học ở đại học. Cái khóa học này bắt đầu vào tháng 9. Chúng ta qua trở lại. Cái khóa học này bắt đầu vào tháng 9. Thì bây giờ các bạn để ý này nha. Tôi sẽ đi học cái ngành sở thú học ở đường đại học, thì đây là tương lai gần. Và cái khóa học bắt đầu vào tháng 9 này, đây là lịch trình thời gian biểu, thời khóa biểu, các bạn nhớ xài hiện tại đơn. Và cái khóa học là chủ ngữ số ít, là start và sở. Câu số 3, bố mẹ của tôi sẽ đi xem một vở kịch ở rạp chiếu phim vào tối nay và tôi không có muốn ở nhà một mình. Ở đây bố mẹ đi xem phim là cái kế hoạch của người ta, một cái fixed engagement. Chúng ta xài hiện tại tiếp diễn, đó là seeing. Đừng lo lắng, tôi sẽ đến nhà bạn và chúng ta có thể xem phim cùng nhau. Đây là quyết định đặt thềm nói, các bạn xài tương lai đơn will come. Rồi, đó là cái bài số 4. Chuyển sang bài số 5, chia động từ trong ngoặc đúng thì nha, chia động từ trong ngoặc đúng thì. Rồi, Jane Goodall đến từ Vương quốc Anh. Khi cô ta là một đứa trẻ thì cô ta rất là thích vật có hữu đơn này. Và năm 1957 cô ta đã đi tới Travel Châu Phi và đã gặp quả hữu đơn luôn mét những nhà khoa học, một nhà khoa học nổi tiếng tên là Louis Leakey. Ông ta đã yêu cầu cô ấy nghiên cứu về con chimpanzee. Cô ấy đã dành spend rất là nhiều tháng trời để xem pin chimpanzee ở cái Tanzania. Cô ta đã viết một cuốn sách để mà chia sẻ những khám phá về con chimpanzee với thế giới. Jane đã mở OpenED, một cái trung tâm nghiên cứu ở Tanzania vào năm 1965, và học viện Jane Goodall vào năm 1977. Thậm chí cho tới ngày nay thì Jane vẫn làm việc với mọi người ở châu Phi. Hiện tại tiếp diễn đúng không? Today đó là working, các bạn vẫn đang làm việc ở châu Phi. Jane là bây giờ đang 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi, nhưng mà bà ấy vẫn đi du lịch vòng quanh thế giới, hiện tại đơn travel. Và cô ấy sẽ không ngừng one stop. Rồi, ok, đó là đáp án của chúng ta nhé. Đúng, mình làm đúng rồi nè. Oh my god, câu số 8 sửa lại. Và câu số 10 sửa lại. Câu số 8 sẽ thành hiện tại đơn và câu số 10 trở thành tương lai gần.